chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Rồi, chào các bạn, trong buổi chiều ngày 6 tháng 10, hôm nay anh Phi có một đơn hàng để gửi đi Hà Nội, huyện Đông Anh, thành phố thủ đô Hà Nội. Anh Phi sẽ đóng một cái con gọi là gì ta, khủng long có cánh ha. Khủng long có cánh, mã hàng là 906-20343. Bây giờ thì anh Phi sẽ cố định góc máy để bắt đầu test con khủng long này. Và anh Phi đã đóng hộp rồi, anh Phi đã làm hộp rồi. Chỉ khi test xong thì chúng ta chỉ cần cho vào cái thùng, đóng lại và gửi đi thôi ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy để bắt đầu test sản phẩm đây. Các bạn, sau 3 tháng không làm clip, anh Phi nói chuyện nó lắm bắp, các bạn ơi, thấy không? Làm cái gì cũng phải có thời gian quen dần hết đó các bạn ha. Cho dù có giỏi tới đâu thì sau một cái thời gian không làm việc, chúng ta quay trở lại thì nó cũng sẽ lắp bắp mà thôi. Cho nên anh Phi cũng đang làm quen dần. Cái thùng hàng thì nó nhỏ, nhìn nó như gọn lắm các bạn. Chiều cao 27, 18, 16. Nhưng con khủng long này là nó khá là to nha các bạn nhé. Đây, cái đầu của nó đây, nó đang bắt một con khủng long nhỏ hơn, nó ăn thịt đây. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ lấy từng bộ phận ra ha. Nó có đầu đuôi nè, và đây là hai cái cánh ha, hai cái cánh khá là đẹp. Và đây là cái thân của con khủng long, đây là cái thân của con khủng long. Cái chiều dài của cái hộp này chính là chiều dài của cái thân đó các bạn ha. Con khủng long này khi ráp lại nó sẽ như thế này, nó rất là lớn nha các bạn. Nhưng mà anh Phi không ráp được, tại vì không phải không ráp được mà không ráp, tại vì đây là cái ngàm âm, khi các bạn gắm vô là các bạn sẽ không gỡ ra được, gắm cứng vô sẽ không gỡ ra được, cho nên anh Phi chỉ test về mặt hoạt động thôi. Còn về ráp vô như thế nào thì về tới nơi thì cái người chơi sẽ ráp ha. Người chơi ở đây là một bé trai ha. Bé trai này được mẹ mua, mẹ thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ba thì đang ở ba và bé thì đang ở Hà Nội, cho nên chị mua đặt cái con này gửi về Hà Nội để làm quà cho bé ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho pin vào rồi, chúng ta sẽ test hoạt động nó. Thứ nhất là xem nó đi như thế nào, cái thứ hai đây là cái cánh nè các bạn, nó sẽ quơ hai cái này ha, nó sẽ quơ hai cái này. Cái thứ ba nữa là nó sẽ đẻ trứng ở đây, và chúng ta sẽ bỏ trứng vô ở đây, chúng ta sẽ có một cái bọc trứng ha, có 4 cái trứng này các bạn ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test. Thấy không, quá đã luôn ha. Và anh Phi dặn các bạn luôn nè, đối với khủng long hay là những cái thú mà quạt cánh hay là đi bằng chân chẳng hạn, khi nó di chuyển, khi nó hoạt động chỗ này thì các bạn sẽ không có dùng tay để vịn chân nó lại, nó sẽ gãy. Ở trong này nó sẽ có cái bộ ngàm nó kéo, các bạn cố giữ nó lại nó sẽ gãy ở trong và nó sẽ gầm hư cái con khủng long. Một đi một chút xíu nó sẽ dừng lại, sau đó nó sẽ đi tiếp đó các bạn ha, và nó sẽ đẻ trứng ở đây. Các bạn coi nó chút xíu nó sẽ đẻ trứng ha, nó sẽ bật cái nắp này ra nhé các bạn nhé. Đó, nó bật cái nắp này ra nó đẻ trứng, các bạn thấy không? Khi đẻ trứng thì nó sẽ dừng lại nhé các bạn nhé. Rồi xong rồi thì bây giờ anh Phi sẽ cho con khủng long này trở vào trong hộp và anh Phi sẽ đóng gói nó lại nhé, đóng hộp nó lại. Đóng hộp nó lại. Anh Phi đang coi cái nằm như thế nào cho hợp lý. Đấy. Rồi xong. Cái đầu anh Phi bỏ vô đây. Khi tháo ra là anh Phi đã để ý coi đầu đuôi nó để làm sao rồi. Nếu không khi các bạn đóng lại các bạn đóng không được đâu nha. Xong khi các bạn đóng lại là nó sẽ bị dư. Dư đầu đuôi. Rồi xong. Bây giờ thì anh Phi chỉ việc đóng hàng nữa là xong. Nhưng mà thùng thì anh Phi đóng rồi, anh Phi chỉ việc bỏ vô hộp, xong dán tem vận chuyển cũng là xong. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong một clip nào đó của cửa hàng Abo ha. Tới đây thì anh Phi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.